em là biết nấu ăn. Trẻ con, có một khoảng thời gian em ít sử dụng mạng xã hội nên là em không có bạn trai. À, không có sử dụng mạng xã hội là không có bạn trai. Lúc mà em còn xài mạng xã hội á thì em cũng có quen một bạn. Bạn ấy lại tính lăng nhăng, không có định hướng cho tương lai, em không thích và chia tay với bạn đó. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Chào chú Huyền Linh, cô Cát Tường và quý vị khán giả. Chào bạn nam sắp ra bên kia. Rồi, ngồi xuống đi con. Chào bạn nam sắp ra rồi ha. Mời bạn nam. Rồi, chào bạn. Rồi, giới thiệu đi, bạn trai ra rồi đó em. Dạ, em tên là Nguyễn Quế Anh, năm nay em 23 tuổi. Và em là nhân viên văn phòng, hiện đang làm việc và sinh sống tại Tiền Giang. Tiền Giang là hôm nay lên đây quay chương trình rồi về lại Tiền Giang hả? Dạ đúng rồi chị. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em xin chào chị Cát Tường và anh Huyền Linh. Chào bạn nữ bên kia, chào khán giả bên dưới. Dạ, em tên là Quốc Triệt, 23 tuổi. Em làm công nghệ thông tin, em quê ở Bến Tre, hiện thì đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Bên kia Tiền Giang, hợp dạ. Lý đó hả? Dạ, cách có cây cầu. Đúng rồi, đâu có cầu. Dạ có à. Dạ, nay là cầu rồi. Nay là cầu rồi chú. Dạ. Cầu đặc biểu. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì Việt? Ủa, em muốn giống không biết ưu điểm của em là như thế nào nha chị. Khuyết điểm. Khuyết điểm của em thì theo người nhiều người đánh giá thì nó hơi đẹp trai không? Hơi đẹp trai không? Hơi đẹp trai không? Trời ơi. Dạ. Ghê 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 ghê. Để hồi tôi qua tôi coi mà không đẹp trai là chết với tôi. Chúc chị kiểm tra giùm em. À, chúc chị kiểm tra giùm cho. Có tật xấu gì nữa không? Dạ, tật xấu là đẹp trai. Thôi bỏ qua đi. Tính em thì hay quên thôi. Chỉ thêm nửa nước nữa. Hay ngủ bạn nướng. Chỉ ngủ nướng ngày bữa chủ nhật thôi. Còn em, bà em có ưu điểm, khuyết điểm dạ, gì anh? Ưu điểm của em là biết nấu ăn, thích trẻ con. Tới lúc qua thì khuyết điểm của em nó hơi thẳng tính xíu. Với lại có một khoảng thời gian em ít sử dụng mạng xã hội nên là em không có bạn trai. À, không có sử dụng mạng xã hội là không có bạn trai. Lúc mà em còn xài mạng xã hội á thì em cũng có quen một bạn hồi sinh viên. Mà bạn đó em không có công khai trên Zalo hay Facebook gì đó. Bạn ấy thì ở quê, em thì học ở Cần Thơ lận. Cho nên là bạn ấy lại tính lăng nhăng, không có định hướng cho tương lai. Em không thích và chia tay với bạn đó. Là một bạn đó thôi, hồi đi học đó thôi. Dạ. Sau này thì cũng có tìm hiểu một người nữa chị. Nhưng mà em do em ít xài á mạng xã hội. Bây giờ có xài không? Dạ, bắt đầu xài lại rồi chị. À, bắt đầu xài lại phải không? Là bắt đầu có bạn trai đó. Dạ, em hy vọng vậy. Rồi, bạn trai. Đẹp trai quá chắc nhiều mối tình lắm phải không? Chính vì đẹp trai nên em chưa yêu ai vậy. Chưa có bồ luôn. Dạ, chưa có bồ. Thiệt luôn. Dạ, dạ. Có để ý cô nào chưa? Dạ thích thì có. Tại sao thích mà không tới? Do lúc mà em đi học thì em ước mơ mình thành một game thủ tiềm năng nên là em chỉ chuyên game thôi. Thích người ta nhưng mà mình lại tập trung vào game. Tức là mê game hơn. Dạ. Mê gái ấy, đúng không? Dạ, đó là điểm chung của game thủ á. Hello hot boy. Dạ. Khuyết điểm đẹp trai quá hả? Dạ, có đẹp không chị? Trời ơi, em đâu phải gu chị, phải để cô bên này cô nhận xét chứ. Sao rách rưới quá vậy? Sớm thì em định mặc áo sơ mi lên thôi chị. Nhưng mà em lên gặp bạn nữ em run quá nên mặc áo nó phát vô tới bước run. Cũng lạ người ta quá ha. Rồi biết hung không? Ủa, hung ba mẹ hay có mà chị. Rồi chưa có hung bạn gái bao giờ, giờ có biết hung không? Chắc tập từ từ rồi chị. Có coi phim thấy người ta hung chưa? Dạ không, em nói giờ ít coi phim luôn chị. Nhưng mấy cảnh hung chắc không có coi, chưa coi. Chưa coi luôn. À, có nhưng mà chưa coi kỹ á chị. Trời đất ơi, rồi bây giờ em muốn người cao thấp mập ốm như thế nào? Dạ, chỉ cần dễ thương là được. Với điều gì em không thích ở người bạn gái? Em không thích mỗi người bạn gái hay ghen thôi. Lạnh lắm hả? Dạ lạnh lắm. Giờ muốn nóng không? Thôi để lạnh đi chị. Lạnh gì thở dữ vậy? Em căng thẳng mà chị. Rồi em hít ớt cho chị coi 5 cái coi. Cho nó ấm lên này, nó dễ nói chuyện chứ lát. Dạ. Mở ra nói chuyện bạn gái rung vậy kỳ lắm. Thích đất là nhịp tim mới tăng á chị. Không có mà nó đỡ lạnh. Hít ta vô hả chị? Đúng rồi. À, em xin phép hít một tay. Trời ghê 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 ghê. Đẹp trai võ công cao hả? Ấm chưa, ấm chưa? Nhịp tim nó tăng cao rồi. Máu gì nhóm máu gì? Dạ em chưa biết nha chị. Thấy mặt đỏ quá vậy, ngồi ngồi xuống đi cưng. Ủa mà là chơi game không rồi giờ có cái gì để chuẩn bị lấy vợ chưa? Đó, hiện tại thì em đi làm chị. Nhưng mà có bạn bạn gái thì em sẽ cố gắng nhiều hơn để hướng tới hôn nhân.
Bao lâu nữa thì đám cưới được? Khi nào bạn nữ sẵn sàng? Bây giờ sẵn sàng rồi đó, bao lâu em mới có tiền lấy vợ? Dạ thì chắc là 1-2 năm thôi chị. 1-2 năm là nhiều nhất thôi chị. Rồi. Thở dữ vậy? Căng quá chị. Mày đặt lạnh hả cưng? Làm gì sợ đàn gái dữ vậy? Để em lo. Dạ. Dạ cảm ơn anh ạ. Để coi coi đàn gái sao mà qua hành hạ đàn trai dữ vậy. Để qua bắt đàn gái hết đất luôn. Chào chú Huyền Linh. Chào con. Chú là thần tượng của con. Ồ vậy à, cảm ơn con. Con ở huyện nào? Dạ con ở huyện Tân Phước đó chú. Tân Phước đi qua sông rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Về Gò Công qua sông đúng không? Dạ. À như chú có tới nhà con rồi đó. Dạ. Nhưng đúng mà không? Con không có thấy chú. Thấy là con xin tấm hình làm kỷ niệm rồi. Chúc chú cháu mình chụp chung nha. Dạ. À, bạn trai bên đây rất là dễ thương, hiền lắm, nhút nhát nữa. Con có thích người đàn ông mà không có bản lĩnh không? Bản lĩnh thì tự mình làm sẽ có. Con cố gắng được, con sẽ làm cho bạn nó có bản lĩnh. Nói chơi thôi chứ chơi game bạn này bản lĩnh lắm. Chỉ có tán gái nhút nhát thôi, như thế mới được. Còn như trai mà cứ gặp gái tướp là không được ha. Rồi bây giờ nói cho chú nghe coi, con thích bạn trai thế nào? À, ngoại hình thì giống chú Huyền Linh là con thích lắm rồi. Giống không? Giống rồi, nhỏ chú, năm hồi nhỏ chú đẹp trai giống vậy đó. Rồi gì nữa? Người bạn trai biết chia sẻ, thông cảm với người phụ nữ. Tại vì công việc của người phụ nữ cũng rất nhiều rồi. Khi mà về nhà thì việc nhà nữa, thật sự là rất là mệt mỏi. Sau này bạn ấy là một người chồng, một người cha mẫu mực, sẽ làm niềm hạnh phúc cho người phụ nữ. Đúng rồi. Bạn này có làm được không? Theo quan điểm của em, nếu mà bạn làm việc nhà thì em không bao giờ để làm bạn làm việc nhà một mình. Phải không? Hay người ta làm mới đứng chơi game đi. Game mà bỏ rồi anh ạ. Bỏ rồi nha. Dạ. Bạn ơi, bạn có gia trưởng lắm không? Mình không gia tưởng rồi. Gia dạ. Tưởng chứ không phải gia tưởng. Dạ em. Gia tre, tưởng bên... là dạ, dạ bên Tre phát âm sai á. À dạ. Không, bạn này không gia tưởng đâu. Bạn này nhát lắm. Bạn có yêu động vật không? Có, mình rất thích động vật luôn. Mình cũng vậy. Thích con gì? Dạ, chó hay mèo. Con thích chó. Đây cũng thích chó. Thôi để hai đứa tự tìm hiểu nhau. Cái nào cũng dễ thương hết trơn á. Dạ, đẹp trai mà. Đẹp trai quá ha. Không, nó có duyên lắm, nó nhìn nó duyên lắm. Rồi, được. Bây giờ á. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Con gái đi với ai vậy? Dạ, em đi với mẹ, với chị ruột và một người đồng nghiệp nữa. Rồi, chào chị gặp mẹ nha. Chào chú Quyền Linh. Dạ. Chào cô Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả có mặt trên trường quay. Cháu trai hôm nay thì thấy cũng hòa đồng, nói chuyện cũng dễ nghe. Dạ, cảm ơn cô ạ. Cũng hiền. Cũng được. Theo cô, gái cô có nên bấm nút không? Thì nó thích rồi nó bấm. Bao lâu nữa cô gả được cô? Chừng nào cũng được, ví dụ như gần đây cũng được. Cô có yêu cầu gì con rể tương lai không? Chứ cô nói hẳn trực tiếp với cậu đó đi, chứ cậu đó có mê game nhiều khi bỏ con một mình đó. Thì cũng khuyên cho cháu hả, nếu mà lập gia đình thì cũng lo sắp xếp chuyện nhà, bớt chơi game lại. Dạ, chơi game là lúc mà con đi học thôi. Chứ dạ, lúc mà rồi. Lúc mà đi làm thì không có chơi game nữa. Tại nếu mà chơi game thì không đi làm được. Biết rồi, lo gia đình, lo vợ, lo con vậy đó là quý rồi. Ở dưới Tân Phước có ruộng vườn gì không cô? Cũng có ruộng chú. Làm mấy con ruộng cô? Dạ ba công. Có vườn không cô? Dạ không. À, có làm ruộng nổi không? Dạ, nhà em làm ruộng. Dạ. Nhà em ruộng luôn hả? Dạ, Bến Tre mà. À, cũng có ruộng luôn. Nói chứ Bến Tre ghé ngang Tiền Giang là gần ha. À, đi rồi. Qua sông cái tới rồi. À, rồi cảm ơn cô. Bạn trai đi với ai? Dạ, em đi với chị họ của em mà, hay anh đồng nghiệp của em ạ. Rồi, chào chị. Dạ, em chào MC Quyền Linh. Em chào chị Cát Tường. Chào em. À, dạ, em là chị họ của Việt. Theo em nhận xét bên này thì bé gái bên này thì xinh xắn, nói chuyện rất là dễ thương, vui tính. Còn Việt nhà chị thì đúng theo ý em diễn tả em muốn luôn á. Thì Việt rất là thật thà, sống rất là nhiệt tình với mọi người. Sau chương trình này á, thì chị cũng muốn là có ai đó giúp đỡ Việt thoát khỏi cái cảnh cô đơn trong nhiều năm qua. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ cho hai trẻ gặp nhau ha. Rồi, mở rào. Rồi, nhìn nhau đi hai bạn. Ủa vẫn còn lạnh hả em? Chào bạn ạ. Mình có món anh quà em đi bạn. Anh em đi nó thân mật. Anh không biết là em có thích quà gì nhưng cảm ơn anh, hoa hồng rất là đẹp nhưng mà anh chắc chắn em thích nữa nè.
Gì vậy? À, con đẹp dễ thương quá. Ấn tượng đầu tiên về mình thì bạn thấy anh, em thấy như thế nào? Em thấy anh là một người có cá tính, mạnh mẽ. Em hy vọng sau này chúng ta có thể bước trên một con đường. Tặng quà cho bạn Nam đi. Mới có tặng cái bó hoa mà hy vọng bước chung con đường rồi. Từ từ cô ơi. Chắc con nôn quá. Có. Đây là một quyển sách nói về hạnh phúc. Hy vọng là anh đọc quyển sách này thì nhớ xem. Anh sẽ đọc không sót một trang nữa. Ôi. Nhớ nha, đọc không sót trang nào nha. Tay tay một lục anh. Đọc hết cuốn này đi, còn nhà còn trăm cuốn nữa đó. Rồi, cảm nhận là còn trăm cuốn rồi. Dạ ít lắm anh, vài chục cuốn à. Em rất là xinh xắn. Cảm ơn anh. Nếu mà chúng ta có hẹn hò được đó, thì anh sắp xếp như thế nào? Tại vì công việc của anh ở thành phố Hồ Chí Minh, còn em ở Tiền Giang. Quê của anh với em gần nhau mà. Trú từng anh thường chị quê. Mà anh phải về Tiền Giang được mới về Bến Tre. Nói chung là cuộc sống của em thì nó đơn giản lắm. Chỉ cần ai tạo cho em một sự lãng mạn nhẹ nhàng là được rồi. Anh thích con trai hay con gái? Nếu mà còn của em thì anh sẽ thích. Quá xa, quá sức luôn. Em cảm thấy bối rối khi gặp anh. Anh cũng bối rối khi gặp em. Anh nhớ tên em không? Chết mồ. À, hồi đầu anh nói mà tính anh hay quên. Cho anh một phút nữa. Đó. Chết rồi chưa? Thôi không làm khó anh nữa, em tên là Nguyễn Quế Anh. Anh tên là Việt. Trời ơi, dở ẹt. Không hỏi lại em nhớ tên anh không? Trời, em không muốn làm bạn nữ bối rối như em nha. Trời ơi, dễ thương. Thôi giờ để đỡ bối rối ha. Em gái hát tặng cho bạn trai cái đi cho nó đỡ bối rối đi nào. Em nghĩ là tình yêu rất là diệu kỳ, nên em sẽ tặng mọi người và bạn trai một bài hát mang tên là Tình Yêu Diệu Kỳ. Một đoạn nhỏ thôi, tại em hát không hay, nhưng mà em thích hát. Nhưng hết anh thích nghe em nghe, nghe em hát. Đêm nay em nhớ anh, em ngước lên hỏi sao trên trời, sao lung linh sáng tươi, hình bóng anh trong tim em đó. Ta trao nhau tiếng yêu, miền mãi yêu mỗi anh trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dấu yêu có mơ về em. Anh không biết thì sau vài phút nữa em có bấm chuông hay không? Chuông đâu bấm. Chuông rồi sao ghế. Ở đây làm như Lan và Điệp chứ bấm chuông. Nhưng mà mình đến đây có một cái duyên. Anh thì có tăng động cái duyên đó. Hãy cho anh cái cơ hội được tìm hiểu em. Cho anh cái cơ hội được ghé Tiền Giang. Không có cho cơ hội nào cho tên nào không nhớ mà cơ hội gì. Đó, tại bây giờ này nhớ rất là khắc sâu. Khắc sâu chưa? Dạ, khắc sâu. Cô ấy tên gì? Quế Anh. Tim mình có rung động gì không? Dạ, nó đập loạn nhịp anh. Thấy cô ấy thì sao? Dạ, nhìn thì nó đập nhanh hơn. Cố nhìn nhìn sao cho đập ít lại. Có thấy ấn tượng gì cô gái này không? Dạ thì em ấn tượng em mà nó đập loạn nhịp vậy ha. Không, cứ nói chung chung. Đập loạn nhịp hoài vậy. Nhưng mà bây giờ nhìn cái cô gái nè, mình nhớ, mình nhìn đi, nhìn thẳng vô mắt cô ấy ha. Bây giờ em ấn tượng gì trên khuôn mặt cô gái ấy? Dạ, mắt bạn ấy rất đẹp ạ. À. Cô muốn nắm tay cô gái không? Để tôi cầm giùm cho. Nhớ nhớ tại em nha. Ừ. Tới nắm tay hoàng. Dạ, nói dạ, như thế nào đó. Thế mình đừng nắm tay em. Dạ, con xin phép được nắm tay bạn ấy. Anh không hứa được gì hết, nhưng mà anh nghĩ là trái tim anh nó đập đúng hướng ạ. Hãy cho anh một cơ hội. Xỉu giờ đó, thôi cho nó về đi anh. Thôi được rồi, xỉu giờ đó. Thôi đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Thở không à. Thọt cái ngón tay vô cái nút. Rồi, ông bấm để... hồi ông bấm không được cho coi. Một, hai, ba. Hết thời gian. À. Nó bấm chậm vậy làm anh hết hồn kìa. Em đó không có ăn. Rồi nắm tay nhau đi. Rồi. Xin mẹ hôn đi. Dạ con xin phép được hôn hôn ai?
hơn bạn gái của con. Tên gì? Dạ, Quế Anh. À. Lần hai là sẽ khắc vào sâu vào tim rồi, không quên được. Dễ thương quá. Được không cô? Tụi nó xin hôn nhau cô cho không? Không rồi, cậu chưa cho. Ủa không gì? Rồi. Rồi các bạn lo đây, hỏi bây kia hôn rồi. Hồi đó giờ hôn ai chưa? Dạ có. Hôn ai? Dạ hôn mẹ con. Hôn mẹ, hôn bạn gái kìa. Dạ chưa. Nay nụ hôn đầu tiên đúng dạ. Không? Hôn lại đàng hoàng, hôn chậm từ vô từ. Hôn lên má, kỷ niệm, sắc sâu vào tim. Hôn từ lại. Từ, nắm tay vô. Hôn từ từ, chị nào tôi nói thôi nha. Nụ hôn đầu đời mà đâu có đơn giản đâu. Đầu đời nhưng... Hả? Dạ dạ. Bắt đầu chuẩn bị. Hôn vô. Hôn từ... Để ra Y Nguyên, để Y Nguyên. Để Y Nguyên hít, hít vô, hít sâu. Dạ. Nó hôn đầu tiên mà. Hít. Đó đi vô. Cái gì em không thích ở người bạn trai không? Em không thích người bạn trai là tập gym, nhìn cơ bắp cuồn cuộn, nhìn em cảm giác như là giống như con vượn vậy á, em sợ. Trời đất ơi, người ta cơ bắp cuồn cuộn mà nó giống như con vượn. Dạ. Mời em gái giới thiệu về mình trước em đi. Em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả và chào anh bên kia rào ạ. Em tên là Tống Thị Ngọc Tuyền. Em 28 tuổi nhưng mà trong giấy khai sinh em chỉ có 26 tuổi thôi. Em hiện tại là đây là nhân viên bán thuốc, quê em ở Đồng Tháp ạ. Mời bạn trai giới thiệu về mình đi. Lời đầu tiên xin gửi lời chào đến ban tổ chức chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, MC Quyền Linh, chào em. MC Cát Tường, chào toàn thể quý vị khán giả ở trường quay. Em là tên là Anthony William Hồ. Hả? Cái gì? Anthony, Anthony William Hồ. Yes. Anthony William Hồ. Yeah. Tên Việt Nam là Lâm Văn Hổ. Là công việc của em á là chăm sóc mảng về lớp xe. Anthony William Hồ. Dạ. Tên là Hổ. Dạ. Quê ở đâu em? Quê em ở Trảng Bàng Tây Ninh chị. Trảng Bàng Tây Ninh. Dạ, nhưng mà hiện tại là em đang sinh sống tại quận 12. Công việc của em thì tối ngày thì chỉ có đi thị trường với lại gắn bó với những cái mỏ với lại lớp xe rồi không, nên bởi vậy là khi mà tìm kiếm mối quan hệ nó cũng hơi hạn chế. Mỏ gì em? Dạ mấy cái mỏ với như mỏ than, mỏ đồng rồi cả thứ á chị. Nhưng mà tự nhiên sao em có cái tên lạ vậy, ai đặt cho em cái tên kia vậy? Là do là bên của sếp của em là ông Gem với lại ông Martin luôn nói là làm thị trường với lại bên của mấy công ty khác cũng như là bên nước ngoài thì bắt buộc phải có một cái tên là của ngoại quốc một chút xíu nghe cho nó Tây Tây, mà em cũng Tây Ninh nữa nên mới vậy chọn luôn cái Anthony. Ưu điểm khuyết điểm của em là cái gì? Dạ, về phần ưu điểm với lại khuyết điểm của em á thì em nghĩ là ưu điểm với khuyết điểm của em hai cái nó là một. À tại vì là khi mà em làm việc cái vị á thì em cũng có một cái quan điểm là làm hết mình, khi mà hoàn thành công việc thì xong thì thôi. Nhưng mà đôi lúc mà làm việc á thì em cũng có hơi khó tính một chút xíu với lại mọi người, là em muốn cái công việc của em phải kết phải hoàn thành cách hoàn hảo nhất. Khó quá, người ta nói là ông nó khó ưa lắm, làm việc mình phải ra làm việc, anh cũng vậy đó không, anh cũng hay quạ trong lúc làm việc coi như là ưu điểm cũng khuyết điểm luôn á ha. Dạ dạ. Rồi bạn gái, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Em là vui vẻ, hòa đồng, biết chia sẻ và thông cảm ạ. Còn khuyết điểm của em là nhát, sợ gặp người lạ lắm ạ. Người khác nói lớn tiếng á hay làm cho em giật mình, cho nên là đó là khuyết, cũng là khuyết điểm của em ạ. Đó rồi, nói lớn tiếng là em giật mình hả? Dạ. Chung là hơi yếu đuối, cái gì cũng sợ. Dạ, chứ không? Tại vì tính của em là hơi bị mềm mỏng, nhỏ nhẹ, sợ bạo lực đúng không? Dạ. Rồi cái tình trường của mình là như thế nào? Em trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên á là mới cho người đó cơ hội thôi. Mối tình thứ hai là em quen người đó cũng được 2 năm. Xong rồi người đó đi hợp tác lao động nước ngoài, rồi có người khác, thế là chia tay. Trời ơi buồn. Dạ. Vậy là đi rồi đi luôn đó, xa mặt cách lòng luôn đó. Dạ. Thôi chuyện buồn bỏ qua. Bạn trai, họ có bao nhiêu mối tình? Tình trường của em thì em cũng có được 2 mối tình. Mối tình đầu tiên của em là thời sinh viên. Thật sự là 2 mối tình của em đều kết thúc hết là do là thứ nhất là tuổi trẻ, cái thứ hai nữa là năng lực tài chính của em lúc đó nó chưa có được đáp ứng đủ cho cái gia đình của phía bên của bạn nữ. Bây giờ là công việc ổn định, kinh tế ổn định chưa? Dạ, nay là công việc giống như là kinh tế ổn định rồi, nên bây giờ là em cũng muốn tìm cho mình một nơi để chung là xây dựng một cái tổ ấm. Với lại một phần nữa là mấy đứa bạn của em đấy, nó nói em ế quá. Lý dạ. Do em có biết không? Hàng ngày em chỉ có cái công việc và đi lên mỏ, đa phần cái mối quan hệ của em đó là tiếp xúc với lại nam là chính. Mình sẽ tìm một người yêu lý tưởng như thế nào hả bạn gái? Dạ, thứ nhất là trung thực, không lừa dối. Thứ hai là người có bản lĩnh. Về ngoại hình em muốn người như thế nào? Da ngăm ngăm giống như là ca sĩ Đăng Nguyên, nhìn men.
da này ngâm luôn á. Ngâm luôn, ngâm đen luôn. Tụi chứ than được không em? Quảng Ninh đó. Em không thích mẫu bạn trai như là râu quai nón. Nhìn theo cảm nhận của em là nhìn dăm dăm sao đâu á, em không có chịu. Cái gì? Râu quai nón sao? Nhìn có vẻ dăm dăm cho nên em không chịu ạ. Của mấy người râu quai nón là dăm hả? Dạ. Mấy người râu quai nón người ta hiền lắm á. Bên đây không có râu quai nón mà có một cái râu nhỏ nhỏ. Em nhớ Hồng Tơ không? Dạ nhớ. Đó, ảnh có râu vậy có sao không? Dạ không sao. Râu tài đó. Râu đó là râu tài được à. Dạ. Rồi. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Em không thích người bạn trai là tập gym. Nhìn cơ bắp cuồn cuộn, nhìn em cảm giác như là giống như con vượn vậy á, em sợ. Trời đất ơi, người ta cơ bắp cuồn cuộn mà nó giống như con vượn. Khổ ghê, ta tập gym cho có sức khỏe em ơi, ta mới che chở bảo vệ em được. Có bụng hơi phệ phệ đi xíu thì cũng được. À, thích bụng phệ hả? Dạ vừa thôi anh. Vừa phệ thôi. Dạ. Hói thích không? Em không thích hói đâu. Cao khoảng 1m65 trở lên là được ạ. Không thích tóc xoăn giống như người châu Phi ạ. Có cái gì em cũng không thích thì hói. Dạ, đó là lý do vì sao mà em khó có thể tìm được một người hợp với nhãn ý của em ạ. Xoăn cũng không được nè, hói cũng không được. Mà. Xin giới thiệu với em Anthony William Hổ. Không có những gì mà em không thích hết. Chỉ có chút xíu hầm râu thôi. Đại diện nhà trai Lulu Linh xin xác nhận. Cái gì Lulu Linh là gì? Cũng có tiếng nước ngoài vô Lulu Linh. Lulu là con chó mà. Thấy lộn tên rồi. Anh thì cũng có đôi lúc có xí tào lao đó em. Gì? Có tào lao nữa hả? Có tào lao. Tại vì công việc thì nó cũng có nhiều cái nó bị áp lực. Nhưng mình muốn làm cho mọi người có một cái không gian là luôn luôn nở cái nụ cười hết. Cho nó vui đúng không? Thì cho nó vui. Nhưng mà lúc mà mình làm cho mọi người vui quá thì hả? Ta nói mình tào lao. Ta nói mình tào lao. Nói tăng tào thôi, có tào lao gì đâu. Dạ. Rồi bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Em thì bây giờ hiện tại em muốn tìm một mẫu người bạn gái. Lúc nãy là em có nghe bạn nói là bạn làm bên phía bên dược. Cái nghề đầu tiên của em là khởi đầu bằng dược. Nếu như mà bạn gái ở bên kia là có kỹ năng bên dược thì sau này em có thể hỗ trợ cho bạn để phát triển cái ngành dược lên nhiều hơn. Mở cái tiệm thuốc bán ha. Dạ. Em có thể mô tả chi tiết mà người yêu em muốn như thế nào? Em cũng không có cầu kỳ là bạn đó phải quá đẹp, quá xinh hay gì hết. Với một cái nữa là hiểu chuyện. Bao lâu nữa thì em lập gia đình được? Càng sớm càng tốt. Sớm thì, là bao lâu nữa? Thì trong năm nay cũng được. Năm nay em đã sẵn sàng mọi thứ hết. Sẵn sàng hết mọi thứ rồi, em cũng tự tin. Rồi. Dạ. Điểm gì em không thích ở người phụ nữ? Đụng cái gì cũng càm ràm. Không thích càm ràm. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Anh thấy cô con gái cũng rất là dễ thương. Cái như cụ thể em muốn là cái hình dáng người con gái thế nào? Cô bên đây có giống không? Nếu như mà chiều cao thì khoảng tầm khoảng 1m60 là ok. Trên dưới cũng được không sao. Được rồi, ngon. Dạ, vui tính. Dễ thương, rất vui. Em không có quan trọng là tóc dài hay tóc ngắn, có một chút cá tính thì ok hơn. Có. Dạ. Thích dáng người như thế nào? Em nghĩ là giống như chị Cát Tường là ok nhất. Cảm ơn em. Dạ, không có, tại vì chị Cát Tường là hội đủ đầy đủ hết các tố chất của người phụ nữ Việt Nam mà. Cuộc đời tôi lần đầu tiên tôi nghe. Rồi bây giờ mình hỏi kiến người thân đi. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với chị ruột của em ạ. Rồi cho chị gặp chị ruột của em nha. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Và em chào quý vị trong trường quay. Em là Mỹ Duyên, là chị của Ngọc Tuyền. Thì đến tuổi cũng cập kê rồi, cũng lập gia đình để cho nhà cũng an tâm. Hôm nay nếu mà anh Quyền Linh và chị Cát Tường tác hợp cho hai em được thành công, gia đình em cũng cảm ơn anh chị. Nhận cái đầu heo ha. Dạ. Chị thấy bạn trai như thế nào? Ngoại hình thì cũng được. Dạ em cảm ơn chị. Vẻ. Nếu mà em thích thì em cứ tìm hiểu thêm. Thì chị là gia đình thì chị chỉ nhìn thì nói chung là cũng được. Rồi cảm ơn chị. Sao đi với ai? Em hiện tại làm đi với lại hai người bạn thân, với lại một người đồng nghiệp của bên của công ty ạ. Rồi mời đại diện bên nhà trai. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Viên Linh ạ. Chào em. Chào trường quay, tất cả mọi người ở trường quay. Em là Bích Trâm, bạn của Hổ ạ. Vậy hôm nay em nhìn nhận hai bạn này như thế nào? Dạ đối với bạn gái bên phía này á, mình thấy cũng xinh. Em thấy bạn nữ với lại Hổ á, thì hai người cũng rất là, nói chung là nhìn ở bề ngoài thì rất là hợp. Còn về tính cách á, thì em thấy bạn nữ ở đây rất là thân thiện và rất là vui. Thì cho nên là trước mắt thì thấy hai người nên cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu đi. Rồi chuyện gì đến thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm. Rồi cảm ơn em.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo rào ra nha, để cho hai bạn trực tiếp trò chuyện với nhau. Kéo rào. Hôm nay anh đến đây có một món quà để gửi tặng cho em. Cái này tượng trưng giống như là cái móc khóa là gửi trái tim của anh đến cho em, hy vọng là em có thể gìn giữ. Vậy sao cái móc khóa không có hình trái tim vậy anh? Anh chỉ có ôm cái lớp xe thôi, nên bởi vậy hình ảnh tất cả đều là lớp xe, nên em cứ yên tâm là không có người con gái nào khác. À dạ em cảm ơn anh ạ. Anh thấy em sao? Nói chung là nữ là lúc nào cũng là xinh đẹp hết, trong mắt tất cả mọi người hết. Hôm nay thì anh cũng có muốn một món quà là gửi tặng đến em, là một bài thơ nhỏ. Trời ơi, bạn ngồi đi, ngồi tâm sự, ngồi đi. Buổi sáng có chàng trai xin chết, sau khi dân nàng hết hết trọn tình yêu, nàng vô tư nàng chẳng nói gì nhiều, giận một nỗi chàng liều chàng chết. Trước phiên tò, trước địa phủ, trước lương tâm, trước muôn năm chàng vẫn nói một lời, yêu em lắm nên anh liều, anh xin chết. Rồi bạn nữ mình hát tặng bạn nam một đoạn cho em. Em cũng xin hát tặng cho anh một đoạn của bài hát. Sao cuốn theo chiều xuống qua bao đồi nương, nắng hôi trên ngàn lá khi anh chiều buông, tiếng hát cô mộng mơ, ôi rừng đời hoang sơ, qua suối đồi khe lá, tiếng hát ai buồn quá bên lưng đèo cao, tiếng suối trong ngàn đá dư âm về đâu, như khơi bao niềm thương, yêu về niềm khổ liêu bên bát xưa rừng chiều. Em hát rất là hay. Quan điểm với tình yêu hôn nhân gia đình của anh á, thì anh không có yêu cầu gì cao hết. Anh với em có thể là có cơ hội tiến sâu hơn, thì hy vọng là em có thể là thay anh chăm sóc gia đình, cũng như là bên nội cũng như bên ngoại. Em bị vấn một số cái vấn đề, giống như là xảy sinh mâu thuẫn trong gia đình chẳng hạn, thì em cứ việc sẻ chia, anh sẽ là bờ vai để cho em nương tựa, cũng như là chia sẻ cảm xúc của bên của mình. Ví dụ như về nhà anh nhưng mà em khó có thể làm dâu được thì sao ạ? Cái phần làm dâu thì em cứ yên tâm đi, nhưng mà em yên tâm là về nhà thì thậm chí là em chắc em không có phải làm gì đâu, tại vì má của anh rất là cưng con dâu. Khi mà em nói em cần thì anh có thể sắp xếp công việc đến ngay và liền được không ạ? Em nói là em cần là anh đến ngay đó, anh sẽ sắp xếp để đến với em nhanh nhất. Dạ cảm ơn anh. Chuyện hẹn hò bây giờ mình hẹn sao? Anh và em có thể là đi xem phim, đi dạo. Sở thích của em là như thế nào? Bình thường buồn thì em hay đi siêu thị shopping. Có ai làm cho em giận đó, thì em đi shopping thì em phải mua đồ nhiều. Còn lúc mà em không giận bình thường á thì em mua cũng ít nhiều luôn. Hay cái này hay nha. Không ai dám làm em giận. Bây giờ là em cố gắng sẽ làm sao là để không có làm cho em giận là an toàn nhất, đúng không em? Rồi, bây giờ hai bạn quan điểm thế nào về con cái nào, con trai hay con gái? Anh sẽ nhường lại cho em trước. Em cần con trai hay cần con gái, anh cố gắng anh sản xuất. Nói với em con trai con gái gì cũng là con nào em cũng thích hết. Vậy sản xuất được hết không? Cố gắng à. Rồi hai bạn cảm nhận về nhau như thế nào? Em nhìn thấy anh thì cũng có vẻ hiền đó, cũng dạng lắm luôn á. Chững chạc, chân thành lắm đó. Dạ, chững chạc. Bạn nữ thứ nhất là hiền và có một cái cá tính. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Anh thấy rằng cô gái rất là dễ thương, rất là hiền, chàng trai cũng vậy, chân thành. Cặp này người kia ít nói, người này nói nhiều cũng sao, bổ trợ cho nhau cũng được ha. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình các bạn nhé. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. 1 2 Tôi là tôi bấm đó. 3 Bấm. Hết thời gian. Mời em. Chúc mừng. Rồi nắm tay nhau đi các bạn. Đó. Làm như đối tác vậy đó, đâu phải chỗ bán thang đâu. Rồi nắm tay nhau thật chặt, hãy hôn nhau, chứng tỏ rằng các bạn đến với nhau vì nhịp tim của mình chứ phải bất cứ điều gì cả. Em cũng xin chị cho phép em có thể là hôn em út của chị được không chị? Dạ. Em cho anh hôn chỗ nào? Dạ sáng em gội đầu rồi, cho nên anh cứ hôn trên tóc em là được. Gọi xà bông bột đó. Bạn nữ,
Rồi, giới thiệu về mình đi. Em chào anh Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường và tất cả mọi người trong trường quay. Em Đỗ Tiến Tùng, 26 tuổi, quê Thanh Hóa, hiện tại đang buôn bán cây cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Em bán quận Bình Tân. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh và chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Kiều Anh, năm nay em 26 tuổi, cầm tinh con dê đấy ạ. Em được sinh ra tại Đắk Lắk nhưng mà lớn lên và học tập tại Quảng Ngãi. Và hiện tại thì em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên kinh doanh. Tình trường của mình như thế nào em? Trải qua mấy mối tình rồi? Em có một mối tình đơn phương lúc mà còn đi học. Có nghĩa là chưa có một mối tình nào chính thức hết? Dạ đúng rồi. Em có hiểu nguyên nhân tại sao không? Em thấy mình thuộc cung song ngư cũng khá là đa sầu đa cảm. Nhưng mà chắc là do là chưa có xúc tác đó chị. Chà, có vẻ cũng coi tuổi, coi đồ. Em muốn tìm tuổi gì? Sinh năm 90 hoặc là 87 gì đấy. Bằng tuổi là có được không? Nếu mà tính tình anh đấy thì hợp thì được hả chị? Thua một tuổi được không em? Cái đấy không thành vấn đề đâu. Bạn trai, bạn em, có mấy mối tình rồi? Em thì trải qua 2 mối tình. Một cái thời đang học lớp 12. Rồi, cái đó bỏ qua đi. Dạ, cái mối tình mới đây nè. Còn mới đây là hơn năm rồi. Tụi em quen nhau 3 năm. Càng ngày mình hiểu nhau quá thì cái độ thông cảm nó không còn. Hay là em khó quá? Không. Thôi mình cũng ngồi lại nói chuyện với nhau để mình thông cảm nhau nhiều hơn không được hả? Dạ không khả. Cũng khó hả? Vì không thông cảm là 3 năm mình đã nhiều lần ngồi nói chuyện với nhau rồi nhưng mà nó không tới đâu. Tức không ai chịu nhường ai hết. Dạ. Khi nói chuyện thì nhường nhưng mà khi về thì lại làm cách khác. Tại vì tánh cũng ngang bướng đó. Và bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình thì em khá là thiện cảm với những anh chàng mà có khuôn mặt tròn, nụ cười dễ thương. Chiều cao thì cỡ từ 1m68 đến 1m72. Thích cảm giác là đứng lên, gót lên hôn người đó thì nó sẽ lãng mạn hơn rất là nhiều. Xưa giờ được hôn ai gì chưa? Xích nữa chị. Xích hả? Xích nữa là chưa hôn? Chưa. Mà tưởng tượng ra khoái là đứng nhón lên hôn. Hay xem phim thì thấy lãng mạn mà. Em trai cao được mét mấy em? À, em 1m70 chị. Dạ, đủ rồi. Nhón rồi ha. Rồi, có yêu cầu gì nữa? Em cũng mong muốn là chàng trai cũng sống và quan tâm đến những người trong gia đình. Em thấy những chàng trai mà biết về máy tính hay là sửa chữa những cái việc ở trong nhà nhìn rất là cuốn hút. Em hay chơi các môn thể thao, ví dụ như cầu lông hay là bowling gì đó. Nếu mà anh biết thì có thể là hai người cùng chơi và thi đấu với nhau. Trời ơi, thi đấu nữa. Dạ. Biết môn nào em trai? Em thì cái nào cũng chơi được. Còn em thì muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thì chỉ cần bạn ấy cao 1m83 trở lên, hiền lành, chịu khó, lấy phép với người lớn là được. Còn em, mẫu người bạn trai em thích là về vóc dáng là gì qua chị coi mặt? Dạ, tròn tròn một tí. Tròn? Dạ, ôm ấm cho nó ấm. Cao mà tròn hơi khó, thường cao sẽ ốm. Thế lửa gầy có được không em? Không quá gầy là được ạ. Về nếu có cơ hội em đổ lên cho lên. Rồi, ok, chỉ cần có chiều cao để nhón lên hung thôi. Ok. Đẹp trai, tóc tai gọn gàng, ăn mặc lịch sự. Thiếu tròn chút thôi. Thiếu tròn cho nó dễ lắm. Thiếu tròn nhưng đâu cũng cho đó, đâu có thiếu gì đâu. Khi nào thì em tính chuyện hôn nhân? Từ 1-2 năm. Nhưng mà hai đứa mà thể hiểu nhau được thì sớm hơn cũng được. Rồi, lập nghiệp trong thành phố luôn hay là về quê? Em thì lập nghiệp trong đây nhưng mà cái xu hướng của em vẫn về quê hơn. Không biết bạn nữ như thế nào thôi. Tầm về 40 tuổi gì đó là em là không ở trong đây. Coi như là trung niên về già mới về quê. Còn giờ tuổi trẻ là trong này lập nghiệp. Dạ. Cũng hay. Vậy mình có cần làm dâu không em? Hiện giờ gia đình mình ở đâu? Ba mẹ em thì ở trong đây với em nhưng mà do có công việc nên về quê rồi. Có thể ở làm dâu cũng được hoặc là khi mà có điều kiện, hai đứa có điều kiện ấy, mua nhà để ở riêng cũng được. Có cái điều gì em đặc biệt em không thích ở người bạn gái không? Đó là kiểm soát em quá. Ví dụ em đi đâu phải cái này cái kia thông báo rồi. Mà thường là em hay đi đâu? Em thì ít đi đâu lắm, chơi bời thì không có. Thì em đi cũng phải nói, anh đi qua hàng bạn nha, anh đi uống cà phê chứ đi khơi khơi không có biết đâu. Ta tìm, ta sợ, ta lo lắng thôi. Thì cần biết là được rồi, anh muốn đi đâu anh đi. Có vẻ gia trưởng lắm nè. Khó chịu nữa. Em chỉ ngăn muốn thôi. Em nghe những cái tiêu chuẩn của anh vậy em thấy sao? Được không em? Rồi, đến qua thăm đàn gái coi sao nha. Dạ. Ô, chào cô gái. Chào anh ạ. Bây giờ em nghe anh nói em tưởng tượng anh này như thế nào? Em tưởng tượng anh ấy khá một người khá là lanh lợi nhưng mà cũng hơi khó tính. Nên nếu mà ảnh cương thì em nhu, còn ảnh nhu thì em cương. Ồ, hay quá vậy. Dạ. Vậy là hợp đấy. Ha. Anh nói là phải 40 tuổi anh về Thanh Hóa đó. Em thấy sao? Dạ, định hướng của em cũng là lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh và bây giờ thì em cũng thích tung tăng ở vùng quê. Nhưng mà về Thanh Hóa thì để xem tương lai, tại vì quê em là Quảng Ngãi. Coi như có việc làm thì đâu cũng được ha. Dạ. Em ghét gì ở người bạn đời mình nhất? Em không thích đàn ông mà tính toán quá, chi ly á. Đàn ông phải đừng có bàng quan hay thờ ơ với mọi việc xung quanh quá. Dạ. Anh này chắc anh kỹ lắm, bởi vì chăm sóc cây kiểng á, rất là kỹ. Lo từng cái lá, từng cái chồi luôn á. Cái này chắc anh nghĩ chắc là có sự quan tâm. Dạ, chắc là anh quan tâm cây cảnh hơn là tùy thôi. Dạ. Không, anh thấy anh này cũng hiền lành, hơi ngang bướng tí nhưng mà nếu như cách em nói thì
cách xử như thế cũng được. Dạ. Ngập cương, ngập nhu ha. Ừ, biết đâu em sẽ là người cầm cương được thì sao? Dạ. Hôm nay chúng ta có đi với ai ủng hộ mình không em? Dạ, hôm nay em đi với bạn với lại em của em. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường và chào tất cả mọi người trong khán phòng ngày hôm nay. Bây giờ thì em thấy là hai bạn này có vẻ là xứng đôi. Tại vì bạn Oanh á thì tính của bạn á thì rất là tốt. Chủ yếu là nhiều khi là hay giận hơi dài xíu. Dạ. Còn em thấy bạn bên đây á là nếu mà bạn ấy chiều chuộng bạn gái được và biết lãng mạn thì em thấy cặp đôi này sẽ rất là hạnh phúc. Biết lãng mạn nha. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Mình đi với ai? Em đi với anh chị ạ. Chị ruột ạ. Em chào chị Cát Tường, Quyền Linh ạ. Rồi, chào chị. Chào em gái. Dạ. Chị muốn nói với em là em trai của chị rất là nóng tính nhưng mà rất tốt tính. Chị mong rằng hai em sẽ được tiến tới để hẹn hò rồi có thể một ngày gần đây là sẽ đám cưới. Chị thấy em dễ thương. Thấy chị rồi. Hiền quá nhờ. Em nói mấy câu với chị đi em. Dạ. Thiệt ra thì tính em cũng hơi hơi giống tính mẹ em. Là ba em khá là nóng tính. Mẹ em nhìn hiền vậy thôi chứ vẫn cầm cương được bố em đó. Thế em thì em yên tâm, nếu mà em cương hơn anh thì anh còn phải gì nè. Thôi tóm lại là hai đứa đều cố gắng. Rồi, rồi cảm ơn chị. Bây giờ kéo màn lên, hai bạn có thể trò chuyện với nhau để hiểu nhau nhiều hơn nha. Kéo màn. Bắt đầu. Dạ chào anh. Gói này tặng em. Dạ chào anh. Cho anh hỏi em một câu, vài câu được không? Dạ được anh. Cái quan niệm của em về tình yêu thế nào? Trong tình yêu thì em cũng mong muốn là ví dụ như là anh có cái điều gì đấy thì có thể là chia sẻ với em. Thực tế là em không cần một người đàn ông mà quá hoàn hảo mà chỉ cần là tin tưởng em để mà cùng có thể là cùng em phấn đấu. Thế nhiều khi mà anh có cái muốn nói mà anh nói nhiều quá em có ngồi chịu nghe không? Chủ yếu là anh có sức để nói không chứ? Em ngồi cả ngày cho anh nói luôn. Thế là cái quan niệm tình yêu của anh như thế nào? Có giống với, em không ạ? Với của anh thì hợp thì sẽ yêu, hiểu sẽ cần. Anh có nhớ tên em không ạ? Kim Oanh. Em tên là Kiều Anh, em tên Kiều gì vậy ạ? Anh tên Tùng. À hiểu không? Chào anh Tùng. Hai đứa đến được với nhau thì con cái thì tính được mấy đứa? Chơi cho nhiêu thì nhận bấy nhiêu, tùy sức. Hai đứa tìm hiểu nhau thì em có thể dành cho anh thời gian một tuần bao nhiêu lần gặp mặt? Chủ yếu là do cảm xúc của em thôi. Nếu mà em đã thích đi thì sao em đi cũng được, mà em đã không thích đi thì em sẽ không đi thôi. Anh thì nói chung là không quan niệm là một tuần mình phải gặp bao nhiêu lần. Nói chung hôm nay mình cảm thấy mình muốn gặp người đó là anh sẽ đến gặp. Bất kể giờ nào, nếu người đó rảnh thì mình sẽ tới. Có lịch làm việc của anh? Cái lịch làm việc của anh thì nó không cố định. Nhiều khi có thể làm đêm mà cả ngày ngồi chơi. Mà có khi làm cả ngày, tối thì tầm 6-7 giờ nghỉ. Nghỉ hoặc nghỉ vài ba ngày vẫn có. Thế anh nghĩ thế nào về một bạn gái là một nhân viên kinh doanh? Anh cũng rất thích vì anh cũng đang trong cái con đường kinh doanh mà cũng đang muốn bước tới cái đó mà. À dạ vâng ạ. Theo em thì bao lâu thì có thể đến được với nhau? Em thấy thầy bói Facebook phán em là 28 tuổi là em sẽ kết hôn. Nhưng mà em nghĩ cái tuổi này nó cũng khá là ổn. Tại vì kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm việc với lại cái tinh thần mình nó cũng được thoải mái. Với anh thì cảm thấy hợp thì sẽ cưới chứ không nhất quyết phải năm nào. Rồi, chúng ta em có thể hát tặng bạn gái một đoạn nào đó để cảm nhận về gọi là sự lãng mạn của em. Bởi vì nãy nghe bạn em nói thì cô ấy rất là lãng mạn đấy. Nha, thử xem nào. Dạ dạ. Lần đầu ta gặp Oanh tại chương trình hôm nay, ngập ngừng ta hỏi Oanh, Oanh bảo Oanh chưa yêu. Ừ thì Oanh chưa yêu, bây giờ yêu nhé Oanh. Em hết ạ. Chế cái bài hát này phải rồi. Em hát dở cho nên là được như vậy thôi. Không dễ thương mà. Rồi Oanh có muốn rồi, nói không gì có vô không? Đó. Người ta tặng nhỏ rồi xuống Oanh cái nào không vô. Quan trọng nội dung thôi, hát không hay không quan trọng. Dạ. Sao em? Em thì hát không có hay. Hát thì em xin phép dừng chứ không là chạy hết. Yên tâm đi, không ai chạy đâu, đóng cửa hết rồi. Rồi bây giờ mỗi người nói một câu đi để chúng ta kết thúc cuộc trò chuyện. Một câu rất là tình cảm và nói đúng hiện giờ ta đang nghĩ cái gì. Nói chung là ta đến với đây là cảm là một cái duyên rồi. Còn phận hay không do chúng ta nắm giữ. Nên là hy vọng em có thể cho anh một cơ hội nào đó tìm hiểu em để anh thay đổi bản thân anh. Em là một cô gái không quá là năng động nhưng mà cũng không quá là thu mình. Tính khí cũng có hay là ương bướng nên nếu mà anh có yêu em thì cố lên anh nhé. Là
đặt tay vào nút bấm. Rồi chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định bấm hay không bấm. Suy nghĩ thật kỹ nhá và đưa ra quyết định của mình và phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. Bấm nút là đồng ý hẹn hò với nhau trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Nếu chúng ta không cảm thấy rung động thì chúng ta không bấm để dành đó cơ hội cho những người khác. Suy nghĩ thật kỹ. 1 2 3. Hết thời gian. Đặt nhau rồi các bạn. Nếu anh yêu em thì cố gắng lên anh nha. Tuyệt vời đấy. Thôi hôn bạn gái cái chứng kiến ngày gặp mặt đầu tiên đi. Mối tình gần đây nhất là chia tay bao lâu? Em chia tay được 4 tháng rồi chị. Mới có 4 tháng à? Bây giờ 4 tháng rồi. Thì đi kiếm 4 tháng rồi. Ai cha, cô gái dễ thương mà. Anh cũng không hiểu. Nghĩ là cô gái không bấm, chàng trai sẽ bấm. Em cũng cảm giác vậy. Nhưng cuối cùng nó ngược lại. Nói gì tình yêu mà khó nói phải tôn trọng cảm giác của người ta thôi. Tất cả mọi thứ đều là cảm xúc. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin hạ màn. Mời bạn nam. Chào mọi người, chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào anh Minh Bẩn. Bạn tên là gì? Dạ, em tên Hiền, hiện tại em 28 tuổi. Bạn làm nghề gì? Dạ, em là điều dưỡng ạ. Rồi, mời bạn nam. Em tên Hò, năm nay em 30 tuổi, em làm kiểm định viên ạ. Kiểm định là kiểm định cái gì? Bên công ty em thì có cầm cố thì chẳng hạn như kiểm định vàng bạc hoặc là điện thoại laptop gì đó. Bạn tới bạn kiểm định để định giá phải không? Dạ, đúng là định giá chị. Có nào kiểm tra nhầm không? Dạ cũng có, lâu lâu cũng bị. Mình kiểm định con người được không? Dạ cũng được anh, đó được. Kiểm định tôi còn bán nhiêu phần trăm? Anh được cho hết rồi. Hết luôn hả? Dạ. Trời ơi, không có phần trăm nào hết. Trời ơi, kiểm định tệ vậy trời. Quê bạn ở đâu? Dạ thì em ở Nha Trang ạ. Bạn nữ mình là quê ở Củ Chi luôn hả? Dạ đúng rồi chị, em nhà Củ Chi luôn ạ. Thế mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua cũng được 2 mối tình rồi chị. Mối tình gần đây nhất là chia tay bao lâu? Em chia tay được 4 tháng rồi chị. Mới có 4 tháng à? Bây giờ 4 tháng, thì kiếm mới 4 tháng rồi. Cái gì mà mới 4 tháng lên đây ngồi rồi lẹ vậy? Ủa hà, mới 4 tháng đi kiếm bồ khác rồi hả? Mối tình đó lâu không mà? Dạ 8 tháng rồi. Mối tình 8 tháng, chia tay 4 tháng. Chị mối tình đầu tiên thì bao lâu? Dạ. Mối tình đầu tiên quen bao lâu? Được 6 tháng chị. Thì 6 tháng. Mối tình kế tiếp chuẩn bị thì mình mấy tháng? Em chuẩn bị theo năm chứ không theo tháng nè. Tháng thì không hợp. Không hợp đúng không? Không thể không ổn. Không. Điều gì mà làm chia tay nhanh dữ vậy? Dạ tự nhiên cái nó hết tình cảm thôi à. Mình hết hay đối phương hết? Dạ đối phương hết chị. Tự nhiên dạ. Sao nó hết? Có phải có mình gì phải chứ? Coi lại bản em thân biết chứ. Biết cái tại sao? Có hôn nhau chưa? Chưa. Thấy chưa? Không cho tao. Không phải. Hả? Không phải không cho. Mà tao chịu. Cái gì vậy? Tao chịu hôn hả? Ông nào kỳ lạ ta. Sao không chịu hôn ta? Em có lần nào không khiêu gợi cứ hôn đi hôn đi không? Nhiều khi mình không có bật đèn xanh ta không dám hôn. Em nhào vô nắm tay nó chạy ra không ạ? Ủa vậy đó hả? Phủ tay em ra giờ sao giờ? Lạ quá. Em cũng thấy lạ nữa. Bạn này lạ quá bạn ơi. Bạn lạ. Rồi bây giờ tôi hỏi bạn tâm lý nè. Bạn gặp người con gái bạn muốn hôn không? Người ta cho mình hôn. Người ta cho luôn á. Được rồi, hôn với mới vẫn hôn. Thấy chưa? Mà bạn bên kia bạn nói hậu á. Ông kia ông không hôn. Ông đó bị gì rồi đó. Chỗ là chỗ đó đó. Khổ. Phải nghiên cứu cái cô này lại cái đã. Nhưng đúng mà nghiên cứu em, coi sao nha. Em có tật xấu gì không? Tật xấu hả chị? Ừ. Thì em chỉ là hơi nóng tính thôi. Với lại ngủ thì khi nào mà mệt quá thì ngủ có thể hơi ngáy thôi chứ cũng không có gì. Ngủ hơi ngáy nhưng mà chưa có hung là đâu có ngủ chung đâu. Đúng rồi. Vậy ta đâu có biết em ngáy. Thật sự là em và anh cũng không có xảy ra cái vấn đề mâu thuẫn gì hết á. Từ lúc quen nó lúc chia tay chưa hề cãi nhau một lần nào hết. Hay là nhạt quá. Em phải tạo cái gì cho nó cuốn hút nó hấp dẫn lên chứ. Có nắm tay không? Có nắm tay không bạn? Dạ em nắm anh ơi. Em nắm hả? Dạ. Rồi bạn kia im ru luôn hả? Dạ. Vậy cuối cùng là bạn có thích, bạn thích trai hay thích gái? Dạ. Bạn đó đó cuối cùng là thích trai. Em không xác định được. Chắc là 3D quá. Bạn có cái gì vậy? Bạn có sở trường gì không? Cái gì cũng có chút chút chị. Nấu ăn thì em cũng biết nấu sơ sơ. Nhưng mà thường những món mà em mới biết nấu á, em không dám ăn, em để người khác ăn trước. Vậy là nấu cho bạn đó ăn phải không? Dạ đúng rồi. Rồi. Trời ác là anh. Chắc ta ăn không được rồi. Không. Khen ngon. Không biết có thiệt tình không em không biết. Bây giờ nè. Bây giờ các bạn kia cười quá chịu không nổi. Trời.
có nhiều cái lạ quá, bây giờ mình nói bên đây trước đi ha. Bạn có một tài lẻ gì không? Dạ em thì có rất nhiều tài lẻ, chẳng tài lẻ thí dụ em biết hát, biết đánh đàn, rồi biết khiêu vũ. Em là đi khiêu vũ cũng lâu rồi. Rồi đứng lên vừa hát vừa khiêu vũ thôi coi. Không được. Tại nó đứng đi sao đâu? Không có nhạc, không có nhạc. Tại nó thử thử thôi. Nhạc. Cái là cái chân em nó hơi đau. Không kệ, bây giờ đứng lên hát biểu diễn rồi nè. Biểu diễn đứng xích xích lên xíu cho mọi người thấy luôn. Bắt đầu. Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió làm đầy, có tiếc buồn gì, có bất tình sầu, tình ơi dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em. Rồi, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Múa sao rách áo rách nách luôn nè. Giờ mốt kiểm tra lại cái áo rách nách rồi nha. Rách đâu được coi. Giá lại coi kìa. Đó. Trời ơi sao vậy? Đi nay đi hỏi vợ mà vậy chết rồi. Không có người nào may cho em lười biếng em may. Rồi mà không còn áo nào khác sao? Trời ơi. Đi coi vợ mà áo rách. Khổ vậy trời ơi, nói cái gì dạng sự khởi đầu nan. Ơ mày cái gì ngày đầu tiên mà vậy là tiêu rồi. Bên ngoài đẹp một chút gặp người yêu rồi cứ về luôn nha. Dạ dạ. Em nói nghe nè. Ha. Giờ vậy nè ha. Đưa cái này ra nha. Kỳ vậy? Thôi lỡ làm sao đâu, vậy cho người ta thương, xung quanh không có bàn tay phụ nữ. Được, vui vẻ, tướng cũng mạnh khỏe. Dễ thương mà. Thịt đồ chắc nụi ha. Thích người bạn gái thì sao? Chỉ cần nhỏ nhắn dễ thương, đừng có béo quá. Đừng béo quá hả? Dạ. Không, nhỏ bên kia nhỏ nhắn dễ thương lắm. Đưa má ra là nhào vô hung liền. Một chút mà được là nhào vô hung liền cho tôi. Thật sự chưa hung. Chưa có được hung. Nhưng mà người ta không cho thì mình đâu có không được. Cho. Giảm không? Hay là giống cái ông kia luôn. Không cho em hung chị. Cho là hung ha. Cho là hung. Dù mình đang ăn hung gì mình ta nắm tay mình phủi tay ta ra là sao? Đó là ác cái gì? Ác quá. Phủ phàng quá. Đúng, đúng rồi. Sở thích khi rảnh rỗi thích làm gì? Dạ thì em hay đi coi phim, anh phim bộ. Có khi một bộ phim em coi cả năm mấy hai năm. Có phim gì? Thì quy chiếu phim. Chẳng hạn như phim Cô Dâu 8 tuổi nè. Chúng tôi hoài, rảnh rảnh tôi rồi rảnh chúng tôi. Không đi làm ăn xong rồi. Đời dạ, sống chợ đêm mà em không tại đề xuất là đêm anh đúng á. Phải coi thôi. Dữ. Phải thơi ra nữa. Coi không mấy phải, năm chưa? Tại chị biết sao không? Tại em làm á thì cái thời gian rảnh cũng nhiều. Khách vô thì em mới làm, em mới kiểm định. Không có khách thì thời gian rảnh rồi thì em mở TV lên coi. Trời ơi, cái này nói chương trình này phát sếp thấy coi chừng nghe sếp đuổi việc á. Em kiểm định chị thường được còn bao nhiêu phần trăm? Chị nếu mà em kiểm định thì chắc cũng cỡ 70%. Trời đất ơi, 30% kia mất đi đâu? Thì chị kia kiểm định, em kiểm định cho em có biết đâu, mất đi đâu. Thấy kiểm định anh có miếng nào không? Có được rồi. Có lúc mà có tiền rồi. Có 70% là ngon rồi. Thôi cũng được. Ngồi chi qua kiểm định cô kia còn mấy chục. Đừng có che nó rách nha không? Tại không có người chăm sóc thôi. Về dạ. Mai lại dùm cho ảnh. Ảnh đang cần cái người may áo. Dạ. Áo nào cũng rách nghỉ đi. Một tủ áo và hôm nay đi tới đây mấy cái áo rách có nghĩa là nguyên cái tủ rách hết rồi. Em biết đâu sửa vậy. Đúng không? Nguyên cái tủ rách hết rồi. Ta nói có bài hát là áo anh rách vai. Đúng không? Áo anh rách nách. Hát vậy khó quá. Hôm nay em tới đây có người thân đi theo không? Dạ em đi với bạn em chị. À bạn em đâu? Dạ bạn em ngồi dưới chị. Ở đó giờ em có thấy ai mà ngày đầu tiên đi hẹn hò mà mặc áo rách nách chứ? Dạ chưa thấy chị. Bây giờ em cảm nhận anh chàng như thế nào? Dạ cảm thì em thấy anh cũng được, cũng hiền. Còn vụ này sao? Dạ vụ đó thì nó cũng xí xóa cũng đỡ đỡ anh. Cũng được ha. Không sao, bạn cứ đi với dạ có, đi với lại mấy chị em cho công ty. Hèn chi thấy nãy giờ xóm bên này rân rân vậy rân, mà không chịu kiểm tra rồi áo quần cho bạn bè đi. Bình thường ở trong trong chỗ làm mà ảnh là người như thế nào hả chị? Quà rất hiền chị. Mà sao trong trong công ty không có cô nào để làm mai cho ảnh hả? Quá trời cô ngồi đó. Dạ trong công ty cũng có gia đình hết rồi. Ủa thấy em gái này so với dạ thấy hiền dễ thương. Rồi chị thấy được chưa? Cặp này hợp dạ. Không? Dạ thấy được. Công ty ủng hộ không? Dạ ủng hộ. Đám cưới đi nhiều. Câu này khó quá. Rồi cảm ơn cái chị. Bây giờ cho hai người gặp nhau nha. Thật ra tôi vẫn tôi vẫn chưa tìm hiểu được nguyên nhân tại sao mà để hai người nói chuyện cho hiểu nhau hơn. Tại sao mà cái anh bồ cô này lại không hung cổ? Kéo màn lên. Tôi chưa tìm ra nguyên nhân. À, suy nghĩ vụ này á. Bạn em. Dạ em chào. Em cảm ơn. Hung cái trước đi nói chuyện. Cho anh hung cái mở hàng cho nó hên á, hiểu không? Phá nó không thỉ xui đó đi. Trời ơi. Không cho cả cho mà. Cho. Không hung tôi hung à. Cho rồi. Cho. Người ta có cho không? Hả? Nữ người ta không cho là người ta bực mình. Người ta cho thiệt, không hung người ta bực á, tao nói 3D đó.
hả? Thể hiện bản lĩnh đàn ông coi. Thôi là trời. Đó. Được không? Gì giật dữ vậy? Em nổi da gà. Có nổi da gà được rồi, thôi được rồi đó. Bây giờ là cảm giác được gì rồi? Nói không tay đó. Bây giờ là nổi da gà chứ hồi mà hung mặt nó nổi da dịch nữa đó. Rồi, hai ba. Kiểm định. À, anh ở Nha Trang ở đây làm luôn hả? À, anh ở Khánh Hòa. Ủa sao vui quá cười hoài vậy? Hung chạm với cười hả? Chắc chạm với cười á chị. Em thích coi phim không? Dạ có. Giống anh. Đã không coi phim cô vô 8 tuổi đâu. Quan điểm hôn nhân tình yêu gì đi. À, em nghĩ gì về tình yêu? Em nghĩ khi mà yêu á thì phải tin tưởng. Tại vì khi mà anh không tin tưởng thì lúc đó anh sẽ bắt đầu anh kiểm soát. Mà cái người bị kiểm soát rất là mệt mỏi. Anh cũng vậy, anh cũng như em. Chỉ cần tin tưởng nhau thôi. Dạ. Còn... Nhắm coi mối tình này được mấy tháng? Qua được năm không? Hên xui chị. Nhìn vào mắt nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau. Khi thấy nào? Gì trong mắt nhau? Có lông mi không? Hả? Thấy gặp lông mi. Trời ơi, nguyên mặt em thấy được cặp lông mi không hả? Bạn cảm nhận chàng trai đối diện như thế nào? Em thấy ảnh cũng hiền, cũng thật thà. Bạn có đồng ý giá áo nghe rách nghe nách cho ảnh không? Em thì mấy cái vụ này giá em dở lắm. Nhưng mà cái nào rách em đem ra tiệm cho người ta giá lại. Có gì, có lòng thành là được anh ạ. Lòng thành. Điều dưỡng chăm sóc tốt lắm á. Hết thời gian. Nào. Kiểm định và điều dưỡng. Điều dưỡng xong rồi đem đi kiểm định. 3 2 1 Hết thời gian. Sợ quá. Đồng ý hẹn hò làm giật mình. Sát vô, sát vô, nắm tay nhau coi. Làm gì? Che rồi ăn hết cái bông hồng của ta đi. Bây giờ chính thức hôn được rồi đó. Ngày má không? Hôn ngày má cho đi. Hôn má đi. Anh hôn đi. Thôi, hôn đi anh. Vậy mà nở đau thằng kia. Hôn đi anh mà nó chạy. Má đi rồi. Bây giờ ở đây là hôn đi anh. Mai một chút về. Cho nó gọn ha. Ê, tặng các bạn những vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có những thời gian thật lãng mạn bên nhau nha. Cảm ơn anh. Tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax.